Xin chào các em, buổi học hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục xét các bài toán cực trị trong điện xoay chiều. Và cụ thể là bài học hôm nay chúng ta sẽ xét các bài toán liên quan tới đại lượng điện dung của tụ điện thay đổi trong đoạn mạch RLC nối tiếp. Bây giờ thì trước tiên là chúng ta nhìn chúng ta xét một cái đoạn mạch RLC nối tiếp. RLC nối tiếp. AB. Cuộn dây thuần cảm điện trở thuần R và tụ có điện dung C thay thổi được. Tức là với bài toán này chúng ta sẽ cố định cái gì? Cố định các đại lượng như sau. Cố định này. Cố định R, L, omega. Rồi là đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Và gì? Cho cái gì? Cho C thay đổi. Đấy là nội dung của bài toán. Bây giờ chúng ta sẽ xét xem là khi C thay đổi thì các đại lượng nó thay đổi như thế nào và giá trị cực trị của nó ra làm sao. Thế thì cái chuỗi bài tập liên quan tới bài toán của C thay đổi, thầy có thể tạm chia ra làm ba cái loại lớn. Loại thứ nhất là liên quan tới cực trị. Một, đấy là các bài toán cực trị. Một, đấy là chúng ta xét các bài toán cực trị. Bài toán cực trị khi C thay đổi. Đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai mà liên quan tới đại lượng C thay đổi, đấy là tồn tại hai giá trị của C chụp một cái điều kiện nào đấy. Loại toán thứ hai, đấy là hai giá trị, có hai giá trị của C là C bằng C1 và C bằng C2, thỏa mãn một điều kiện nào đấy, thỏa mãn điều kiện cho trước. Đấy là cái loại toán lớn thứ hai trong cái bài toán C thay đổi. Và loại toán thứ ba liên quan tới C thay đổi ba lớn, đấy là tìm C để gì, để U. Ở đây là chúng ta sẽ xét là URL không phụ thuộc vào URL không phụ thuộc vào R. Và cuối cùng là chúng ta sẽ sâu chuỗi các bài toán này lại xem là chúng liên hệ với nhau như thế nào. Tạm thời thì chúng ta có thể hình dung nó có ba cái loại toán lớn liên quan tới cái đại lượng C thay đổi trong đoạn mạch RLC nối tiếp. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu cố định xét từng cái loại một, cụ thể từng loại một. Thứ nhất là chúng ta xét các bài toán liên quan tới cực trị khi C thay đổi. Các bài toán liên quan tới cực trị khi C thay đổi. Các bài toán liên quan cực trị khi C thay đổi. Loại toán thứ nhất, có thể nói điển hình khi C thay đổi chính là bài toán cực trị liên quan tới gì? Cực trị liên quan tới hiện tượng cộng hưởng. Một là chúng ta xét cái bài toán cực trị này khi C thay đổi liên quan tới gì? Liên quan tới hiện tượng cộng hưởng. Hiện tượng cộng hưởng. Thế thì mấu chốt chung của các bài toán này đấy là gì? Khi C thay đổi thì đại lượng Z của chúng ta đạt giá trị nhỏ nhất. Tức là xét cái đại lượng này, xét cái đại lượng tổng trở của đoạn mạch, đấy là Z bằng gì nhỉ? Căn bậc 2 của R bình cộng với ZL trừ đi Z gì? ZC tất cả bình. Đương nhiên là chúng ta đang xét cái đoạn mạch RL thuần và C nối tiếp. Thế thì như đầu bài chúng ta đã xét, tức là chúng ta đã cố định hết các đại lượng là gì? R, L, omega. Và đường điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch là ổn định. Thế thì ở trong cái đại lượng Z này chỉ còn cái gì? Chỉ còn cái ZC thay đổi khi C thay đổi. Thế nhưng ZC thay đổi thì em chú ý rằng nó chỉ liên quan tới cái đại lượng là ZL trừ ZC tất cả bình thôi. Liên quan cả cái đại lượng này. Còn R của chúng ta là hằng số rồi. Như vậy là nhìn vào cái này thì chúng ta thấy cái này lại luôn lớn hơn hoặc bằng gì nhỉ? Bằng không.
Từ đấy chúng ta suy ra được, à, khi C thay đổi thì Z min khi nào? Khi C thay đổi, C của chúng ta thay đổi thì Z min sẽ bằng gì? Bằng R khi gì? Khi ZL bằng Z gì? ZC. À, hai đối cách khác là chúng ta suy ra được omega L bằng 1 trên omega gì? Omega C. Này, omega L bằng 1 trên omega C, hay cụ thể hơn nữa là chúng ta có C bằng cái gì? C chính là bằng 1 trên omega bình phương nhân L. Omega bình phương L. Đây. Như vậy là khi C bằng 1 trên omega bình phương L thì mạch có cộng hưởng Z min. Z min thì chúng ta mới suy ra được một loạt các bài toán cực trị. À, bài toán cực trị. Đấy là gì? Khi Z min thì chúng ta có cái gì? Nào, ở đây chú ý rằng khi Z min, Z của chúng ta min bằng R thì chúng ta suy ra được một loạt này. Thứ nhất là Y gì? Y max này, tức là cộng hướng điện này. P gì? P max này. À, rồi là UR max này. UR bằng Y nhân với R này. À, thì cái này cũng max này. À, và cụ thể cái này bằng gì luôn nhỉ? Y bằng U trên Z, U trên R, Z lúc này bằng gì rồi? Z min bằng R rồi. Thì chúng ta có cái này chính là bằng gì luôn? Bằng U này. Rồi cái gì nữa? Cốt phi. Hệ số công suất cốt phi là bằng gì nhỉ? R trên Z. R trên Z. Lúc này cũng bằng gì? Bằng 1. Này. Vân vân. Tức là nó liên quan tới cái hiện tượng cộng gì nhỉ? Cộng hướng. À, điều đó có nghĩa là gì? Bài toán yêu cầu chúng ta tìm C để Y max. Thì lúc đấy chính là điều kiện trùng với điều kiện cộng hưởng. Để P max trùng với điều kiện cộng hưởng. Để UR max trùng với điều kiện cộng hưởng. Còn để URL max cũng thế. Được chưa nhỉ? Đấy, đấy là cái loại toán thứ nhất liên quan tới cực trị khi C thay đổi. Tiếp tục, chúng ta xét tới cái chuỗi bài toán thứ hai liên quan tới cực trị 2. Đấy là cái bài toán C thay đổi, tìm C để UC max. Này, C thay đổi, C thay đổi này. Bài toán thứ hai là C thay đổi. Tìm C để cái gì? Để UC max. Và tìm cái gì? Và tìm luôn UC max bằng bao nhiêu? UC max. Thế thì cái bài toán này cũng giống như cái bài toán tìm L để L thay đổi, tìm L để UL max. Thầy đã xét riêng cho các em rồi, bởi vì nó có nhiều cái hệ quả quan trọng mà chúng ta nên nhớ, rất hay đụng chạm trong quá trình làm bài tập. Ở đây thầy nhắc lại là điều kiện ở đây chính là gì nhỉ? Tức là chúng ta có thể tiến hành bằng cách thức sử dụng phương pháp đại số hoặc là gì? Sử dụng dán đồ vector chúng ta tìm giải quyết cái bài toán này. Thì điều kiện ở đây thầy nhắc lại điều kiện chính là gì? Điều kiện ở đây chính là ZL nhân với ZC bằng gì nhỉ? R bình cộng Z gì? ZL bình. Đấy. Điều kiện. Và UC max bằng cái gì? Và UC max lúc này chính là bằng gì? U trên gì nhỉ? R nhân với căn bậc 2 của R bình cộng với Z gì? ZL bình. Đấy. Và hệ quả thì rất nhiều hệ quả hay. Thầy cũng nhắc lại một chút cho các em hình dung đây. Tức là lúc này là chúng ta có cái gì? À đây. Trường hợp này là cái gì? Trường hợp này là C thay đổi để UC max. Đây là Y. Đây là UL. À, đây là U gì? UR. Thì ở đây chính là U gì? Tổng hợp lại hai thằng này mà ghép gần nhau là UR gì? RL. À, tổng hợp lại với UC thì chúng ta sẽ được UA gì nhỉ? UAB đây. UAB. Đây chính là trường hợp UAB. À, U đoạn mạch chính. Và đây là U gì? UC. O. Đương nhiên là bao giờ chúng ta cũng có UAB bằng cái gì rồi? UAB vector chính là bằng UR cộng UL cộng U gì nhỉ? UC. Và chúng ta thường tổng hợp hai phần này trước, nhưng trong cái này thì vẽ dẫn hồ vector vẫn ứng với cái này là bằng U gì nhỉ? URL. Đấy, cộng với U gì? UC. Thì cái này là đường gì rồi? Đường chéo, cái này là cạnh. Cái này là cạnh. Đấy, đấy là dẫn đồ vector. Hệ quả khi mà
xảy ra cái hiện tượng UC max chúng ta đã biết rồi. Đấy là trường hợp, hệ quả của cái trường hợp này là gì? Thầy nhắc lại hệ quả. Đấy là khi U gì? UC max thì cái gì rồi? Thì này, thứ nhất là URL, URL vuông pha với gì nhỉ? Vuông pha với lại UA gì? AB, nhắc lại thôi. Mà khi URL vuông pha với AB góc này vuông rồi thì chúng ta có đây là phi phi RL. Đương nhiên phi RL lớn hơn gì nhỉ? Lớn không. Còn đây là phi nhỏ hơn không. Này. Thì một loạt hệ quả khác, đấy là chúng ta có nhìn hai cái tan phi RL này. Tan phi RL nhân với tan phi. Cái này bằng trừ gì? Trừ 1. Này. Rồi là chúng ta có thể viết cạnh này chính là U gì? Cạnh này là UC này. À, cạnh này UC. Thì chúng ta có UC bình. UC bình chính là cạnh gì nhỉ? Cạnh huyền này bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, đấy là bằng UAB bình. U bình, UAB bình này cộng với URC bình. URC bình thì bằng UR bình cộng U gì? À, URL chứ. UL bình. Này. Được chưa? Nhiều hệ quả khác. Và đương nhiên lúc này chúng ta thấy rằng là mạch có tính gì nhỉ? Mạch có tính dung kháng này. Mạch có tính dung kháng. Có tính dung kháng. Này, rất nhiều hệ quả khác nữa. À, chúng ta có thể hình dung từ cái hệ thức mà cái tam giác này là tam giác vuông. À, thì các em xem cụ thể hơn ở cái bài toán chúng ta xét riêng C thay đổi để UC max. À, bây giờ chúng ta sang một cái bài toán số 3 thuộc chuỗi bài toán cực trị khi mà C thay đổi. Đấy là tìm C để gì? 3 tức là C thay đổi, tìm C để cái gì? 3 này. Để xét cái bài toán C thay đổi. C thay đổi. Tìm gì? Tìm C để URC, RC max. Tìm C để URC max. Này. Và tìm URC. Tìm URC max. URC max. À. Thế thì cái bài toán số 3 này giống như cái bài toán khi chúng ta xét L thay đổi, nó là thuộc một cái bài toán tách biệt so với những bài toán thông thường. C thay đổi để U C max, rồi L thay đổi để U L max, rồi R thay đổi công suất cực đại, vân vân. Các bài toán đấy chúng ta dùng cái gì? Dùng tam thức bậc 2 hoặc là cái gì? Bất đẳng thức Cauchy. Thế nhưng với bài toán này thì buộc chúng ta phải dùng cái thao tác đấy là đạo hàm. Các em chú ý cho thầy là trong quá trình xét bài toán cực trị chúng ta thường đụng chạm tới các công cụ toán học. Đấy là bất đẳng thức Cauchy là gì? Tam thức bậc 2 và cuối cùng là đạo hàm. Đó là chuỗi các bài toán. Thế bây giờ cũng giống như phương pháp chung đúng không nhỉ? Xuất phát một bài toán, làm bài toán cực trị bất kỳ thì việc đầu tiên là chúng ta phải gì? Cụ thể nào? Việc đầu tiên là chúng ta sẽ cụ thể biểu thức, được chưa? Thế thì chúng ta có cái gì? Ở đây xuất phát là chúng ta có U R C sẽ bằng cái gì? Đương nhiên bằng Y nhân với Z R gì? R C. Y thì lại bằng U trên gì nhỉ? Z, tức là căn bậc 2 của R bình cộng Z L trừ Z gì? Z C tất cả bình, mà nhân với ZRC tức là căn bậc 2 của R bình cộng ZC bình. Đương nhiên là hai phần tử R và C phải ghép gì nhỉ? Ghép cạnh nhau, ghép nối tiếp cạnh nhau. Thế thì bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục biến đổi cái này thì chúng ta lại đưa các cái ẩn này xuống mẫu. Bằng cách chia cái gì nhỉ? Chia cả tử và mẫu cho R bình căn bậc 2 của R bình cộng với ZC bình thì chúng ta sẽ có cái này sẽ là thành cái gì? R bình này cộng với ZL bình này trừ đi 2 ZL Z gì? ZC cộng ZC bình này, mà trên cái gì đây? Trên R bình cộng với ZC bình. Thế rút gọn cái này đi. Thì chúng ta sẽ có URC, suy ra được URC chính là bằng cái gì? U trên căn bậc 2 của, bây giờ chúng ta chia rút gọn đi, R bình cộng ZC bình thì ta cái phần này, chúng ta lấy bằng mấy nhỉ? 1. Còn lại là gì? ZL bình. ZL bình này trừ đi 2 ZL Z gì? ZC trên gì? R bình cộng Z gì? ZC bình. Và bây giờ chúng ta lại làm cái gì? Bây giờ chúng ta đặt cái này. Đặt
đặt cái hàm y bằng cái gì? Y bằng ZL bình trừ đi 2 ZL Z gì? ZC. À, ZL bình trừ 2 ZL ZC. Còn ở trên này là cộng với R bình cộng với gì nhỉ? ZC bình. À, thì làm sao? À, chúng ta thấy rằng à, đây là một phân thức tử là hằng số. Thế thì điều kiện để phân thức này cực đại thì mẫu số phải gì nhỉ? Min. À, suy ra được này. Ấn ở đây là gì? Các em chú ý nhá, ấn là Z gì? ZC. Vì như lúc đầu chúng ta đã nhắc rồi, cố định hết các đại lượng chỉ có C thay đổi, như vậy chỉ có ZC thay đổi. Thế là từ đây chúng ta suy ra được à, điều kiện để URC max, RC này max chính là gì? Là y phẩy với gì nhỉ? Y phẩy tính theo gì? Tính theo Z gì? ZC bằng gì? Bằng 0. À, thế thì cái thao tác này các em có thể tính một cách đơn giản. À, sẵn dễ dàng suy ra được. Nào, dễ dàng suy ra được, lúc đấy các em sẽ suy ra được cái điều kiện chính là này. Ở đây sẽ là ZC bình trừ đi ZL ZC trừ đi R bình. Cái này bằng 0. À, nhớ nhá, đấy là điều kiện. Và khi đó thì chúng ta có cái gì? À, tức là ở đây chúng ta có thể suy tiếp ra là khi đó là Z gì? ZC sẽ bằng nghiệm của phương trình bậc 2 ấn C thì nó sẽ là ZL này trừ B cộng căn delta. Căn delta ở đây là ZL bình này. ZL bình cộng 4 gì nhỉ? 4R bình. À, 4R bình trên 2 2A. À, kinh nghiệm âm thì chúng ta vứt đi rồi. Như vậy là chúng ta rút ra được điều kiện ZC bằng như thế này. Đấy chưa? Đấy, ZC để cái gì? Để URC max. Và khi đó URC max và này, URC max thì các em cũng tự biến đổi ra kết quả là nó sẽ ra cái công thức là bằng 2 U nhân với R trên căn bậc 2 của gì? Căn bậc 2 của 4R bình cộng ZL bình. À, mà trừ đi ZL ở bên ngoài. À, đấy là kết quả chúng ta làm được dựa vào cái việc tính đạo hàm rồi sau đó thay ngược lại. À, thế thì cái bài toán này là bài toán đặc biệt. À, nó cũng là một bài toán cổ điển trường kỳ. À, nhưng các em chú ý rằng là chúng ta thành lập được các điều kiện kết quả, từ đấy chúng ta sâu chuỗi để làm cái việc việc khác. À, chứ còn bây giờ trực tiếp ra cái bài toán này là rất hiếm. À, như vậy là chuỗi ba cái bài toán khi gì? Khi C thay đổi đạt các giá trị cực trị thì chúng ta nhìn khái quát tóm lại là nó như thế. Đầu tiên là gì? Z min dẫn tới một hệ quả là một loạt các đại lượng cực đại, rồi là liên quan tới C thay đổi để UC max, và cuối cùng là C thay đổi để URC max. Bây giờ chúng ta sang mục 2 lớn, tức là chúng ta xét cái chuỗi bài toán liên quan tới hai giá trị của C. Mục 2 lớn đây là các bài toán 2. Các bài toán liên quan hai giá trị của C. Giá trị của C. À, thế thì trong cái chuỗi bài toán này thì thầy chia ra làm hai cái loại nhỏ. À, các em chú ý dấu hiệu chung của mỗi loại nó khác nhau. À, chuỗi thứ nhất đó là hai cái loại nhỏ. Loại thứ nhất chúng ta xét đấy là các bài toán với hai giá trị của C, với hai giá trị này, hai giá trị đấy là C bằng C1 và C bằng C2 thì cái gì? Thì mạch có cùng cái gì? Có cùng tổng trở Z. Tổng trở Z tức là chúng ta có Z1 bằng Z gì? Z2. À, Z1 bằng Z2. Thì tại sao thầy lại kết luận ngay từ đầu là Z1 bằng Z2 mà không chia thành các loại khác, ví dụ như là cùng Y, cùng P, cùng UR, cùng U gì, RL, vân vân, cùng hệ số công suất? Thì tất tần tật các cái bài toán này nó đều quy tụ lại thành một điều kiện duy nhất, đấy là cùng Z. Bây giờ chúng ta sẽ triển khai xem cùng Z
thì ZC bằng cái gì? Nào, thế chúng ta dùng, chúng ta có cái gì? Có này. Z1 bằng Z2. Suy ra được cái gì? À, suy ra được R bình cộng ZL1, à, ZL trừ ZC1, à, cộng bình bằng cái gì? Bằng R bình cộng với ZL trừ ZC gì nhỉ? C2 tất cả bình. Nhớ là chúng ta chỉ xét cái đại lượng là C thay đổi, các yếu tố khác cố định. Từ đây chúng ta suy ra được cái gì? Suy ra được chỉ đối của ZL trừ ZC1 bằng chỉ đối của ZL trừ ZC gì nhỉ? C2. Đương nhiên là khi bung chỉ đối ra thì chúng ta chỉ lấy được trường hợp dấu trừ. Tức là ở đây chúng ta sẽ có ZL, kết quả lại là ZL trừ đi ZC1 sẽ bằng trừ của ZL trừ đi ZC gì nhỉ? C2. Hay nói cách khác là chúng ta suy ra được ZL chính là bằng gì? ZC1 cộng ZC2 trên gì? Trên 2. Đây, đấy là điều kiện mạch của cùng Z. Thế thì khi này chúng ta, nếu như chúng ta gọi gì? Gọi này, gọi ZC, ZC cộng hưởng, ZC là giá trị dung kháng để mạch có cộng hưởng. Dung kháng để mạch có cộng hưởng, để mạch có cộng hưởng điện. Đó, thì chúng ta suy ra được ngay là đương nhiên là ZC phải bằng ZL. Điều đó có nghĩa là chúng ta suy ra được ZC sẽ bằng ZC1 cộng ZC gì nhỉ? C2 trên gì? Trên 2. Đương nhiên là thay cái ZC bằng 1 trên gì? 1 trên omega C. Omega C cộng hưởng sẽ bằng 1 trên omega C1 cộng 1 trên omega C gì? C2 chia cho gì nhỉ? Chia 2. Hay chúng ta suy ra được một cái hệ thức, đấy là gì? 2 trên C cộng hưởng. C cộng hưởng này sẽ bằng 1 trên C1 cộng 1 trên C gì? C2. Đây. Thế thì khi cùng Z thì nó tương đương với cái gì? Các em chú ý rằng là khi cùng Z, cùng Z này thì này, thì chúng ta sẽ có gì? Thì mạch sẽ có cùng gì? Mạch các đại lượng có cùng là gì? Các đại lượng này cùng cái gì? Thứ nhất là cùng y. Hai mạch này cùng y. Tức là với trường hợp C bằng C1 tạo thành mạch thứ nhất, C bằng C2 tạo thành mạch thứ hai. Nếu cùng Z thì chúng ta suy ra được một loạt là sao? Đại lượng cuối cùng này. Thứ nhất là Y1 bằng Y gì? Y2 này. Rồi P1 bằng P2 này. Rồi là gì? Cốt phi 1 này bằng cốt phi gì? Phi 2 này. Đương nhiên cốt phi 1 bằng cốt phi 2, với điều kiện các góc như này thì chúng ta suy ra được phi 1 bằng trừ phi 2. Rồi là cái gì nữa? UR này, U1R bằng U2R này. Vân vân. Cùng Z. Chú ý rằng là các phân số này là ứng với hai trạng thái khác nhau, tức là với C bằng C1 và với C bằng C gì nhỉ? C2. Ở đây ta ký hiệu là Y1, Y2 rồi P1, P2, cốt phi 1, cốt phi 2, UR1, U1R, U2R. Đấy chưa? Đấy là chuỗi các bài toán liên quan tới việc là gì? Cùng Z. Với hai giá trị của C. Bây giờ chúng ta sang cái loại toán thứ hai thuộc cái loại hai giá trị này. Đấy là với hai giá trị của C thì mạch có cùng cái hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện. Hai nhỏ, chúng ta xét hai nhỏ là với hai giá trị của C, với hai giá trị này, C bằng C1 và C bằng C2 thì mạch có cùng cái gì? Điện áp hiệu dụng, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ, giữa hai đầu tụ, là hai đầu tụ, tức là chúng ta có U gì? U1C, UC1 bằng U gì? UC2. Thì cái bài toán này nguyên tắc xét nó sẽ khác so với cái bài toán loại toán lúc đầu. Loại toán lúc đầu là liên quan tới cùng Z.
Bây giờ chúng ta xét cụ thể như sau. À, xuất phát từ gì? UC1 bằng UC2. Tức là chúng ta có cái gì? À, sẽ có là Y1 nhân với ZC1 bằng Y2 nhân với ZC gì nhỉ? C2. À, từ đây chúng ta cụ thể tiếp, Y thì lại bằng U trên Z1 à, nhân với ZC1 tương đương với cái U trên ZL2 à, Z2 nhân với ZC gì nhỉ? C2. Cụ thể tiếp ra à, cái biểu thức này ra thì chúng ta tiếp tục nào. Từ đây là chúng ta có ZC1 này, được chưa? Dưới này là Z1 sẽ bằng căn bậc 2 của R bình cộng ZL trừ đi ZC gì C1 tất cả bình bằng ZC2 trên căn bậc 2 của R bình cộng ZL trừ đi ZC gì nhỉ? C2 tất cả bình. À, bây giờ chúng ta đưa cái ẩn ở trên tử xuống mẫu và đưa vào căn. À, thì chúng ta sẽ được cái này tương đương với gì? Tương đương với nào? 1 trên ở đây sẽ là căn bậc 2 của là gì nhỉ? À, R bình này trên ZC1 bình cộng với cái gì? Cộng với ZL bình này trừ à, trên tiếp tục trên gì? ZC1 bình này trừ đi 2ZL này trên Z gì? ZC này 1 này cộng với gì nhỉ? Ở đây sẽ là 1. À, và bên này thì bằng đối xứng tương tự, tức là chúng ta sẽ có 1 trên căn bậc 2 của cái đại lượng giống hệt như bên này và chúng ta thay bằng ZC gì nhỉ? ZC2. Đấy, tức là ở đây sẽ là R bình này trên ZC2 bình này cộng với ZL bình này trên gì? ZC2 bình này trừ đi 2ZL này trên gì nhỉ? ZC2 cộng gì? Cộng 1 căn bậc 2. Đây. Và bây giờ chúng ta thực hiện cái thao tác ZC2, đây là ZC2. À đúng rồi, ZC2. Bây giờ chúng ta thực hiện cái thao tác là nhóm gộp các đại lượng mà cùng đồng dạng với nhau. À, đương nhiên là hai phân số này bằng nhau thì hai cái mẫu số phải bằng gì nhỉ? Bằng nhau. Bây giờ chúng ta chuyển sang chuyển lần lượt nào. Ở đây có suy ra được cái gì đây? R này, bình này cộng với ZL bình này. Ở đây là nhân tử chung của cái thằng này và thằng này. Và đây còn lại 1 trên ZC gì? C1 bình. À, thì bên kia đối xứng chúng ta chuyển sang đó là sẽ là 1 trên ZC gì nhỉ? C2 bình. Đây. Và 1 với 1 rút gọn đi rồi, ở đây còn lại tiếp là gì? 2ZL này nhân với 1 trên ZC1 trừ đi 1 trên ZC gì nhỉ? C2. Cái này bằng bao nhiêu? Bằng 0. À, bằng cách chuyển các số hạng, nhóm các số hạng đồng dạng. Thế là bây giờ chúng ta lại áp dụng cái hàng đặc thức. Tức là cái phân tích cái này ta. À, phân tích tức là A bình trừ B bình thì bằng cái gì? A cộng B nhân với A trừ gì nhỉ? A trừ B. Thì chúng ta sẽ rút gọn được cái phần này đi. Ở đây còn dấu cộng thì chúng ta suy ra cái điều kiện này tương đương với R bình này cộng gì? ZL bình. Ok chưa? Nhân với ở đây sẽ là 1 trên ZL ZC1 cộng 1 trên ZC2. Vì cái phần trừ đã rút gọn, trừ đi gì nhỉ? 2ZL. Cái này bằng gì? Bằng 0. À, trừ đi 2ZL bằng 0. Thế là bây giờ chúng ta có ngay được cái gì? À, suy ra được cái hệ thức rất đẹp. Đấy là gì? Điều kiện sẽ là suy ra được 1 trên ZC1 ZC1 cộng 1 trên ZC2 sẽ bằng cái gì? 2ZL trên gì? R bình cộng ZL bình. Đây, đây là điều kiện. Thế nhưng bây giờ nhìn cái điều kiện này thì các em lại phải liên hệ tới một cái điều kiện, ngay lập tức tư duy tới một cái điều kiện. Đấy là điều kiện để gì nhỉ? C thay đổi để U C max. Nhắc lại là gì? Ở đây thầy nhắc lại này. Nhắc lại là chúng ta có cái gì? Khi C thay đổi này, khi C thay đổi, điều kiện
điều kiện để UC max chính là gì? Là ZC nhân với ZL bằng R bình cộng với gì nhỉ? ZL bình. Hay nói cách khác là ZC bằng cái gì? ZC chính là bằng ZC chính là bằng R bình cộng với ZL bình trên gì? Trên ZL. Tức là 1 trên ZC sẽ bằng cái này. 1 trên ZC thì cái này. Thì chúng ta suy ra được từ đấy kết hợp, đây là biểu thức 1, đây là biểu thức 2. Từ 1 và 2 thì chúng ta suy ra được cái gì? Từ 1 và 2 này thì chúng ta suy ra được một cái biểu thức rất đẹp. Đấy là gì? ZC này để UC max thì này, chúng ta sẽ có 1 trên ZC1 cộng 1 trên ZC2 bằng 2 trên gì nhỉ? Z gì? ZC. Với ZC1, ZC2 với ZC1 và ZC2 là hai đại lượng để gì? UC1 bằng UC gì? C2. Đây, đấy là một cái mối liên hệ rất đẹp. Các em có thể vận dụng cái này để giải quyết các bài toán sâu chuỗi, giải quyết các bài toán. Thế bây giờ chúng ta sẽ, đấy là hai cái loại toán mà liên quan tới hai giá trị của C. Thầy phân ra làm hai cái loại rất cụ thể. Một loại là cùng Z và một loại là biến đổi đơn thuần là cùng U, nhưng U ở đây là U liên quan tới cả đại lượng biến thiên trên tử. Thế nên là chúng ta tách riêng ra. Bây giờ chúng ta sẽ xét một số cái ví dụ liên quan tới cái bài toán có C thay đổi.